JK Audio nghe chưa đủ thấy xác tin. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio ạ. Vâng, xin được thay mặt công ty JK Audio cảm ơn tất cả các bác khách hàng đã đồng hành cùng JK Audio suốt thời gian qua. Thì hôm nay bên em có về một dòng sản phẩm súp mới mang thương hiệu JBL, mã là 260P. Em xin muốn nói đây là cái dòng súp JBL 330 mặt trước. Đây là dòng cao cấp. Vâng, thì trước mặt quý vị và các bạn đây thì là tổng thể cái hình dáng, cái vẻ đẹp bề ngoài của cái súp JBL mã 260P. Phía trước thì được bảo vệ bởi cái căng lụa, với một cái căng lụa rất là mềm mại. Vâng, xung quanh thì được làm vâng, xung quanh đây thì được thiết kế màu đen và làm giả gỗ cái vân gỗ vân thông cực kỳ đẹp, nhìn rất là sang trọng, đen tuyền luôn ạ. Vâng, đây là tổng thể phía bên ngoài. Vâng, nhìn ngắm thì rất là sang trọng, nhìn rất là tinh tế, từng đường nét. Vâng, em mở cái e-căng này ra để chúng ta cùng chiêm ngưỡng cái phía bên trong của e-căng, đó là cái mặt bát. Vâng, thì đây là cái mặt bát phía bên trong đây ạ. Rất là đẹp, không tì vết luôn ạ. Vâng, gần cao su tinh khiết, rất là mềm mại. Vâng, cái bát đang đánh đẹp. Còn đặc biệt cái dòng súp JBL 30 mà trước này được thiết kế những cái gân hình nón rất là đẹp. Đặc biệt những gân hình nón này tạo lên những cái tiếng bát rất sâu và mềm. Cái dòng này mới có thôi ạ. Rốn bát thì khá là to. Phía dưới là đặt một cái logo phía giữa, logo JBL đấy ạ. Tôi xin nhắc lại, đây là dòng súp điện JBL 330 mặt trước, dòng cao cấp, mã là 260P. Vâng, các bác quan sát trên thị trường hầu như là không có những dòng súp nào được thiết kế những cái gân hình nón đặc biệt như thế này. Rồi, bây giờ em quay ra phía sau để em giới thiệu phía đằng sau. Còn đây các bác nhé, đây là phía đằng sau đây ạ.
Về kết cấu thì cũng giống như cái dòng xuất điện của các hãng khác thôi ạ. Cũng có tín hiệu đầu vào, dây nguồn, công tắc to nhỏ, volume của súp và các tần số và đảo pha, những cái chi tiết rất là cơ bản trên súp. Đặc biệt cái dòng này được thiết kế cái lỗ thông hơi phía đằng sau sát dưới chân đấy ạ. Rất là đẹp, không một tì vết nào các bác ạ. Đặc biệt cái dòng này được thiết kế rất là tinh tế, đấy là cái dây nguồn liền luôn ạ. Thường thường những cái dòng súp khác thì nó có cái nguồn rời, chúng ta có thể cắm rắc ba chân, nhưng đặc biệt dòng này thì nó lại là cái dây nguồn liền với bảng mạch. Dòng này thì chạy điện 220V và đặc biệt công suất con này là max là 300W, cực kỳ là khỏe, quánh rất uy lực và mạnh mẽ. Rồi tín hiệu đầu vào bằng AV thì đây chỉ có thiết kế có hai cổng thôi ạ. Còn đặc biệt những dòng súp nó là dòng bát monobát thì là chúng ta chỉ chạy một dây thôi, chỉ chạy một dây, vì thế chúng ta cắm cổng AV nào cũng được. Và đây là volume to nhỏ đây ạ. Vâng, em là đang thử súp đấy ạ, đang chạy trực tiếp súp. Vâng, thì đây cái lúm volume to nhỏ thì nó ghi là súp woofer lever, đó là cái tinh chỉnh to nhỏ đấy ạ. Vâng, súp của em đang giới thiệu đến các bác là em đang chạy trực tiếp luôn ạ. Vâng, em thử tắt súp đi này. Đấy, đây là volume to nhỏ đấy ạ. Vâng, nghe cái giải âm mà không có súp thì rất là khó chịu, nó không được ấm, nó không được êm tai. Vâng, bây giờ em bật súp lên này, các bác trải nghiệm đây ạ, cực kỳ sâu luôn. Vâng, thì đây là cái mã đây ạ. Vâng, thương hiệu JBL Hapman đây ạ. Vâng, mã súp là 260P trên 230C. Đây là dòng súp cao cấp. Vâng, còn lúm tinh chỉnh bên tay phải đây thì nó được thiết kế giải tần từ 50 đến 150Hz, mắc đây chắc là 200 đấy ạ. Vâng, đây là lúm cái tinh chỉnh các tần số để cho giải bass sâu hay là giải siêu trầm nó cực sâu hay là chắc thì chúng ta chỉnh cái này, lúm tinh chỉnh. Và đặc biệt cái dòng này rất đặc biệt, nó không thiết kế cầu đổi đen các bác nhé, không có cầu đổi đen luôn ạ. Không hề có cầu đổi đen, nên là dòng cao cấp, thiết kế rất tinh tế. Và đây là công tắc đảo pha. Đảo pha thì nó giống các súp khác hay là trầm khác, nó gạt lên gạt xuống, cái này gạt sang hai bên. Đảo pha. Bên này là bát bút, đây là chọn chế độ bát dày hay bát mỏng đấy ạ. Đứng chậm đấy ạ. Sang bên on này là bát hơi mỏng. Sang bên up này là bát rất là dày. Vâng, thì sau được thiết kế rất là đẹp. Vâng, nghe cái mặt đáy căng lụa em đã để lên trên rồi em bỏ ra. Vâng, thì em nói các bác là đây là sản phẩm mới bên em nhé, dòng cao cấp gia đình. Vâng, bác nào muốn sở hữu cái súp JBL mã 260P thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube JK Audio để được bên JK Audio tư vấn, bên em cập nhật tin tức 24/24. Vâng, có những bác cũng để lại comment cũng thắc mắc tại sao bên JK Audio tư vấn muộn thế. Dạ vâng, thì các bác thông cảm, bên em rất nhiều comment, rất nhiều số điện thoại thì bên em chưa kịp tư vấn, thì các bác hãy thông cảm. Bên em cập nhật được thì bên em sẽ gọi điện tư vấn ngay cho các bác. Vâng, bác nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh JK Audio nhé. Vâng, để cập nhật video về mỗi ngày. Ngày nào bên em cũng cung cấp ra video lên, những thông tin mới, những sản phẩm mới, những cái gì mới của bên JK Audio đều được cập nhật. Vâng, thì các bác ngắm lại tổng thể, chiêm ngưỡng tổng thể lại đi ạ. Vâng, đẹp không tì vết.
thì em đang kết nối với đẩy Kisoka 950 và một cái băng cơ la số WeWood TF 9 Plus ạ. Vâng, và một đô la full VA 12 WeWood. Nói chung là bên em chuyên về dòng WeWood rất là nổi tiếng, đây là dòng công nghệ Mỹ. Vâng, hôm nay em giới thiệu chi tiết về sản phẩm xúc JBL mã là 260P. Vâng, thì đến các bác. Vâng, hôm nay em xin phép dừng video. Vâng, sau cùng thì em chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe dồi dào và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại vào các video sau ạ.